Đức Phúc đang nghe bên bạn. Lâu nay chưa gặp nhau đây, hay ta quên số nhau vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chưa kịp ăn tối, hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn với xong uống trà, dẹp hết mấy thứ bên ngoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chết xong mà. Mình còn tăng 2 và còn tăng 3, đừng về trước nha. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi vắng đi một người. Người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới được lại đây. Nghĩa đừng về. Lại đây, nghĩa đừng về.